Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội ngày nay, dường như mỗi con người đều khát vọng được sở hữu nhiều thứ hơn mà không nhận ra rằng chỉ khi lột bỏ tất cả những thứ màu mè bên ngoài, trở lại thực tế là chính mình, chúng ta mới có thể có được một cuộc sống đơn giản và thoải mái. Đương nhiên có những thứ đáng để chúng ta nắm giữ, nhưng cũng có một số điều chúng ta nhất định phải buông bỏ, bởi dũng cảm buông bỏ là một loại trí tuệ. Chọn lựa kiên trì hay buông bỏ đúng lúc là điều không dễ làm được. Dưới đây là 5 điều càng có nhiều càng dễ gặp tai họa, nhất định cần phải vứt bỏ. 1. Dục vọng càng nhiều càng thống khổ. Người xưa có câu rằng, người mất vì tiền, chim mất vì mồi. Một số người sẽ vì ham muốn, dục vọng vô độ mà mất mạng. Lão Tử cũng đã nói, ngũ sắc làm cho người ta mắt bị mù, ngũ âm làm cho tai bị điếc, ngũ vị làm cho lưỡi bị tê. Rong ruổi săn bắn sẽ khiến lòng người bị phát cuồng, của cải khó được khiến người bị tài hại. Quá nhiều dục vọng sẽ làm bài hoại sinh mệnh, thậm chí vì thế mà mất mạng. Người có nhiều dục vọng ham muốn, nếu không được thỏa mãn sẽ cảm thấy khổ sở, được thỏa mãn rồi lại khơi gợi dục vọng mới, cho nên luôn bị dục vọng khống chế, khổ không thể nào kể xiết. Một người chỉ khi biết tiết chế dục vọng của bản thân mình thì mới có thể có được tâm an, trí tuệ mới được khai sáng. Con người sống nơi trần thế, ai ai cũng đều có thất tình lục dục, điều đó không có gì đáng trách, nhưng một khi quá độ, bị dục vọng thao túng thì chính là tự rước lấy tai họa, tự hủy diệt chính bản thân mình. Trong một cuốn sách có tên là Giải Nhân Gì, trong đó miêu tả và lập luận rất sâu sắc về dục vọng như thế này. Chạy vậy cả ngày chỉ vì đói, vừa mới ăn no lại lo đến áo quần, có đủ cơm ăn áo mặc lại muốn có thêm một cô vợ xinh đẹp. Lấy được vợ đẹp sinh con đẻ cái, lại hận bản thân không tấc đất cắm rồi. Khi mua được ruộng vườn thanh thang thì tiếp tục lo việc ra vào thiếu thuyền thiếu ngựa cưỡi. Khi chuồng đầy con la lẫn con ngựa, lại than rằng không quan không chức bị người khinh. Khi đã được làm quan huyện thừa thì lại chê chức nhỏ, mong muốn trèo cao tham dự triều chính. Nếu muốn thế nhân tự biết đủ, trừ khi nằm mơ giữa ban ngày. Có thể thấy, lòng người không biết đủ như rắn nuốt cả voi, quả thực không phải là một câu nói suông. Nếu bạn không thể kiểm soát dục vọng của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của nó, đến cuối cùng sẽ đánh mất luôn chính bản thân bạn. Muốn kiểm soát ham muốn, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tăng cường tu dưỡng bản thân, duy trì nội tâm bình lặng trong mọi lúc. Đứng trước cám dỗ, phải biết giữ tâm lặng như nước, không được đánh mất phương hướng, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Khi cô đơn cũng đừng nên vội vã, khắc chế mọi cám dỗ, kiên trì giữ vững chủ tâm. Có như thế mới không làm ra sai lầm khiến người thân cận của mình bị tổn thương, khiến cho kẻ thù được đắc ý. Có một cô sinh viên nọ đi chợ sinh viên, thấy cửa hàng quần áo đang giảm giá mạnh. Chưa đầy 150.000 đã có thể mua được 2 chiếc áo phông. Trở về phòng, cô hí hửng khoe với bạn. Cậu xem, chưa đến 80.000 đã mua được một cái áo, không thể rẻ hơn được nữa. Nhưng mới mặc được 2 lần, cô nữ sinh đó đã phải than thở với bạn rằng áo bị buộc chỉ phai hết màu, về sau chẳng thấy mặc thêm lần nào. Dù vậy cô vẫn không nỡ vứt đi mà vò viên vứt vào tủ quần áo. Cô nữ sinh trong câu chuyện này đã có lòng tham và giống như một con bệnh mắc chứng của mua sắm không thuốc chữa. Trên giá sách của cô có những cuốn chưa một lần lật dở để bồi bám đầy. Trong tủ quần áo có vô số quần áo kém chất lượng chất thành từng đống. Trên giường ngủ, gấu bông mèo Kitty bày la liệt, còn bản thân thì co ro ngủ trong một góc nhỏ. Nghiên cứu của trường đại học Harvard đã phát hiện ra rằng những người thành công có cảm giác hạnh phúc luôn sống trong một môi trường sạch sẽ gọn gàng. Trái lại, những người bất hạnh luôn vùi mình trong một xó tối tăm bẩn thỉu. Người có ham muốn vật chất quá lớn rất dễ đánh mất niềm vui. Với những người thứ gì cũng muốn chiếm giữ, không nỡ vứt bỏ, nội tâm họ được lấp đầy bởi lòng tham và sự lo lắng, trong khi tình yêu và hạnh phúc lại không tìm được vị trí tương đương. Cổ nhân có câu rằng, tâm hồn sẽ trở thành cái mà nó dung chứa. Một người ham muốn càng nhiều thì áp lực càng nặng nề, ôm giữ càng nhiều dục vọng thì càng bị ràng buộc chặt. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng, con người khó có thể nào mà thoát ra được. Dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm tha hóa lương tri, và hậu quả là biến chúng ta trở thành nô lệ. Trên thực tế, Có nhiều người đã hủy hoại sức khỏe, uy tín và nhân cách của bản thân chỉ vì ham muốn. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích và dục vọng cá nhân, thì người ấy không thể có một nhân cách tốt hay ý chí mạnh mẽ. Sống trên đời này, khi lạnh người ta phải mặc quần áo, khi đói người ta phải ăn. Để có thể sinh tồn, con người không thể không có dục vọng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con người có thể phóng túng dục vọng. Nếu quá phóng túng mặc kệ, thì chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng. Khi đó không phải từ bạn muốn làm gì thì làm, mà là dục vọng muốn bạn làm cái gì thì bạn phải làm cái đó. Nếu không dưỡng trí thì lòng sẽ không an, lòng không an thì suy nghĩ sẽ không thông, suy nghĩ không thông thì ý chí sẽ mơ hồ. Nếu ý chí mơ hồ thì sẽ mất phương hướng trong cuộc sống, không có động lực, tinh thần và hoài bão, giống như là xác sống, đờ đẫn, thiếu tập trung. Không có sự chi phối của dục vọng thì bạn sẽ có thể dễ dàng xác định được phương hướng trong cuộc đời. Với một ý chí vững vàng và một tinh thần tích cực, bạn sẽ hạn chế được phần lớn vật cản trên con đường dẫn đến thành công, không chỉ riêng về vật chất mà còn cả về tâm hồn. 2. Lo sợ càng nhiều càng mất đi cơ hội. Mỗi người đều có tâm ích kỷ nên sẽ nghĩ nhiều được và mất. Có vô số nỗi lo sợ thường nhật như lo cơm áo, sợ đói khát, lo già yếu, sợ bệnh tật, lo mất đi tài sản, vân vân. Suy cho cùng, nguyên nhân lớn nhất khiến con người ta phát sinh tâm lý lo sợ chính là sự ích kỷ và lòng tham. Khi chưa có được thì lo lắng làm sao để có được, được rồi lại lo cách để được nhiều hơn nữa và sợ sẽ bị mất đi. Bởi vậy, một người nếu như trong tâm không thể buông bỏ hoàn toàn được ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự lo lắng và sợ hãi. Người hay lo sợ thường không muốn chủ động tranh thủ, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt, cho nên cả đời chỉ có thể là kẻ tầm thường. Người hay sợ hãi chỉ biết theo sau người khác, sợ phạm phải sai lầm, đương nhiên cũng không có quan điểm siêu việt hơn người khác. Khi có việc trước mắt thì cần có can đảm gánh vác, khi gặp vấn đề sợ hãi sẽ không giải quyết được. Một người mà điều gì cũng sợ thì cả đời sẽ chìm trong bóng tối. 3. Tranh giành càng nhiều càng tổn thất. Văn hóa truyền thống dạy con người lấy đức báo oán, không nên tranh giành oán hận người khác. Lão Tử cũng giảng về đạo lý không tranh với đời để có được cảnh giới vô vi. Trong cuộc sống, dẫu cho một người có tranh được thứ gì thì cũng chẳng thể vì nó mà có được sự bình an. Tranh được lợi lộc thì mất đi lương thiện, tranh được danh tiếng thì mất đi lòng người, tranh được tình thì mất đi tỉnh táo, tranh được thứ của người khác thì tâm sẽ bất an, không lúc nào nguôi. Phàm là những thứ khiến con người ta phải vắt óc nghĩ kế giành giật thì đều không mang đến bình an trong nội tâm, thay vào đó chỉ là phiền não, thống khổ và thù hận mà thôi. Người hay tranh giành là người thích món lời nhỏ, không biết cảm ơn, đạt được lợi ích từ người khác nhưng lại không muốn báo đáp. Người hay tranh giành thường là người nhất thời chiếm được lợi nhưng lại đánh mất nhân tâm, cuối cùng xét ra lại càng tổn thất. 4. Đa nghi càng nhiều càng chiêu mời tai họa. Người xưa đã từng dặn dạy, có phúc hay không là ở việc có ít chuyện hay nhiều chuyện, có họa hay không là ở việc tâm suy nghĩ nhiều hay ít. Người nhạy cảm thường tự cho mình là người thông minh, thích suy đoán tâm tư của người khác, nhẹ thì dẫn đến hiểu lầm phiền não, nặng thì thành mối bất hòa giữa con người. Càng là người thông minh kiểu này, càng sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Nhân sinh cả đời hồng trần hỗn loạn, thật khó để trở nên hồ đồ. Nhìn quá rõ ràng làm tổn thương con mắt, nghĩ quá minh bạch sẽ làm mệt mỏi tâm thần, sống quá tỉnh táo sẽ phiền não vô tận. Đa nghi thì cuối cùng lại mất đi chính mình, khôn khéo quá mức khiến người khác cũng cảm thấy chán ghét. 5. Toan tính càng nhiều càng mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong trần đời, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn, mệt mỏi do bản thân mình và liên lụy từ người khác gây ra, mà chủ yếu là do có liên quan đến được và mất. Có người sẽ chọn cách xem nhẹ được và mất, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại chấp nhất vào đó, toan tính ngày này qua ngày khác khiến tâm thân mệt mỏi. Có câu nói rằng, người tính không bằng trời tính, bậc trí giả có ngàn suy nghĩ tất sẽ có một sơ suất, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cả đời người luôn có những sự tình xảy ra ngoài ý muốn, không lường trước được. Hơn nữa, người ta hoàn toàn không thể giải thích được hợp lý, mà chỉ có thể chấp nhận rằng có lẽ đó là ý của ông trời. Cho nên rất nhiều người dù đã tính toán kỹ càng, nhưng càng tính càng sai lầm, càng tính càng không trúng. Đó là bởi vì họ quên rằng ông trời cũng đã có cách tính toán của mình, hãy toan tính ít đi để sống thoải mái hơn. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.